trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ. Sau bài học về protein, hôm nay chúng mình đến cửa hàng đậu nành Orisa để tìm hiểu về quá trình làm đậu nành. Các bạn cùng mình tìm hiểu nhé. Em xin chào chị, em có thể phỏng vấn chị một số câu hỏi được không ạ? Dạ, cho em hỏi là tại sao cửa hàng của mình lại chọn kinh doanh tàu hũ mà không phải là một số sản phẩm từ protein như thịt cá khác? Chính là tàu hũ chính là làm từ đậu nành, và đậu nành là cái thực phẩm dinh dưỡng giúp mình đẹp dáng, đẹp da và không sợ bị béo. Vậy cho em hỏi quá trình từ đậu nành sang thành sữa đậu nành, sau đó thì mình làm như thế nào để có thể đông đặc lại thành tàu phớ? Dạ, đậu nành thì mình sẽ xay ra và bỏ bã, sau đó mình bắt lên bếp nấu và sử dụng chất tạo bông để có thể đông lên hơn. Dạ, em xin cảm ơn câu trả lời của chị. Chị có thể cho em bút thử được không ạ? Bà như vậy. Và đây là sản phẩm đậu chính tay mình làm. Năm ngoái, nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các bạn, mùa 1 đã thành công tốt đẹp. Năm nay, tiếp tục với sự sáng tạo không ngừng trong các món ăn, sản xuất từ đậu nành bổ dưỡng cho sức khỏe, đã mang chương trình Hạt đậu yêu thương mùa 2 trở lại rồi đây. Đây là hoạt động từ thiện gây quỹ giúp trẻ em nghèo vui trung thu do tập thể 12A18 và 12A1 kết hợp tổ chức. Đậu nành là ngũ cốc rất giàu chất đạm, có giá trị dinh dưỡng cao, không những có lợi cho sức khỏe con người mà còn có ích trong việc cải tạo đất trồng. Đậu nành cung cấp đầy đủ protein, các vitamin, khoáng chất mà cơ thể cần. Trong y học, đậu nành được xem như một dược liệu để chữa bệnh. Đậu nành hay các sản phẩm từ đậu nành có ích cho tim mạch, chuyển hóa xương, ngừa ung thư, xương khớp chắc khỏe, giảm mỡ bụng, làm đẹp tóc, đẹp da. Không những cung cấp đạm mà còn cung cấp chất béo không bão hòa và omega 3 cho cơ thể, làm giảm cholesterol, ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Món đầu tiên trong menu của 12-18 chúng mình. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục Hóng Hớt Trứ do câu lạc bộ truyền thông Nguyễn Công Trứ thực hiện. Đây là số đầu tiên của chuyên mục mới mẻ này, và mình mong rằng các số sau các bạn sẽ nhiệt tình ủng hộ nhé. Như đâu, trong đầu hôm sắp tới đây, chúng ta sẽ tổ chức một sự kiện tuy nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa mang tên Hạt đậu yêu thương, nhằm gây quỹ cho các bạn học sinh nghèo. Chúng ta hãy cùng nhau nhanh chân xem các bạn Nguyễn Công Trứ tham gia hoạt động sự kiện này như thế nào nhé. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Trúc Hương Bình, học sinh của lớp 10A7. Vậy bạn Hương Bình, bạn thấy là trường mình đang tổ chức sự kiện Hạt đậu yêu thương, vậy bạn có gây ra được ý nghĩa hướng đến của mục đích này hay không? Cũng như là nghe về cái vấn đề mà các anh chị đã giới thiệu trong cái buổi sinh hoạt vừa rồi, thì mình thấy cái hoạt động này là một hoạt động rất là tốt, nhằm mục đích là gây quỹ từ thiện cho các em học sinh có thể chơi trung thu hay là giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không? Mình tên là Đặng Văn Hảo, học sinh lớp 12A1. Vâng, thì cho em hỏi là anh thấy cái hoạt động này thì cái học sinh của trường mình phản ứng như thế nào? Anh thấy mọi người phản ứng rất là tích cực và cũng như ủng hộ để mấy anh có quỹ để gây quỹ cho những trẻ em nghèo cũng như khó khăn hơn mình. Và anh, các hai lớp lớp 12 các anh thì đã làm những món ăn như thế nào? Mấy anh đã dành ra ngày thứ bảy chủ nhật ở nhà để tập trung làm món ăn này. Và câu hỏi cuối cùng là các anh có mất nhiều công sức không để làm ra những cái món như thế này, hoặc là mất nhiều thời gian để suy nghĩ ra những món ăn? Thì cũng có, nhưng mà nếu mà mình nghĩ xa hơn là mình làm vì trẻ em nghèo thì điều đó cũng không có đáng là bao. Rồi, vâng, cảm ơn anh ạ. Ôm một mối mưa.
trên trời.